Vâng, hello, xin chào đến tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay thì xưởng chúng em xin giới thiệu mọi người một bộ sản phẩm nghê phượng, chất liệu là gỗ gỗ và là hàng 7 món của anh Việt ở Bình Định. Thì em sẽ quay sâu và đánh giá chi tiết cái bộ sản phẩm này cho tất cả các bác cùng xem và cùng chung ngưỡng các bác nhé. Vâng, về phía bên phải em đây đó chính là chiếc đoản nghê phượng gỗ gõ đỏ, hàng cực kỳ là VIP, gỗ thì đều màu xì đét các bác nhé, hàng lọc lõi luôn, hàng siêu VIP. Đấy, đây vân vèo thì cực kỳ là khủng luôn. Và nếu như các bác nào mà đang có nhu cầu mua sở hữu cái bộ sản phẩm này thì cứ liên hệ em nghe số điện thoại ở phía dưới nhé. Và kế bên đó chính là chiếc bàn, mặt bàn thì liền nguyên một tấm, mặt bàn là đục tứ linh, có ngăn kéo hai bên, kéo ra kéo vào. Đấy, thế nữa thì em sẽ kê kính bàn, kính đôn đầy đủ hết cho các bác nếu như các bác đang có nhu cầu mua sở hữu cái bộ sản phẩm như thế này. Và kế bên đó chính là hai chiếc ghế đơn, và cái dáng ghế thì cực kỳ là trường và rất là khủng luôn, tay rất là cong các bác nhé. Đấy, tay cong cục 12. Đấy, chất liệu là gỗ gõ đỏ, hàng là cam kết cho các bác là 100% là gỗ gõ đỏ lọc lõi nhé. Để sử dụng cái bộ bản sản phẩm này thì bên xưởng nhà em sẽ bảo hành cho mọi người 35 mỗi một công vênh luôn. Đấy, yên tâm tuyệt đối luôn, hàng lọc lõi xì đét mà. Và nếu như các bác nào mà đang có nhu cầu muốn sở hữu cái bộ sản phẩm này thì cứ liên hệ em ngay số điện thoại ở số 0355 99 0857, em sẽ tư vấn và trả lời miễn phí cho tất cả các bác. Thì kết thúc video tại đây, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.